Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu. Đừng trách em vì sao giấc mơ tàn màu. Đừng hỏi em vì sao ngày đôi ta bắt đầu một chiếc hôn nồng sâu. Đừng hỏi em giờ sao, giờ em như thế nào. Đừng cố va vào nhau nỗi đau ngày nào. Đừng trách em vì sao lặng im trong nỗi sầu. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn chúng ta cũng xa nhau. Em vẫn không thể tin lúc em đọc thư ấy, dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Anh đã đi thật xa để em lại buồn gì đâu nếu ta không còn nhau. Đừng hỏi em vì sao, hãy hỏi anh làm sao nếu có quay về đến lúc nào anh lại. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị, cảm ơn ban nhạc. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Cho em ôm rồi cho em chụp nữa. Cảm ơn chị. Cảm ơn em nhiều lắm. Wow. Rất là nhiều tình cảm nồng nàn. Tâm xin phép để hoa ở đây nhé. Wow. Con gái nè. Tên Mỹ Tâm à? Là tên thật đấy à? Hai Mỹ Tâm. Cô tên là Mỹ Tâm. Mắc cỡ kìa.
Cô tên là Mỹ Tâm nhá. Đấy, đấy. Con tên là Mỹ Tâm à? Ờ, hay nhỉ, con bao nhiêu tuổi rồi? 4 ạ. À, 4 tuổi à. Lúc mà cô 4 tuổi thì cô không có xinh như vậy đâu. Wow, con xinh lắm luôn á. Con có ngoan không? Con có ngoan không? Cái này không ngoan à, con ngoan không? Đấy, con phải ngoan nhá. Chúc mừng con Giáng sinh vui vẻ nhá. Ừ, cảm ơn con nè. Ôi, mắc cỡ, chưa kịp ôm gì cả. À, bố hâm mộ à? Khó ghê luôn á. Nhưng mà bố hâm mộ mà mẹ lên đưa con lên thế là em vui rồi. Chứ bố hâm mộ mà bố đưa con lên xong mẹ ở dưới mẹ không vui là thua luôn á. Cảm ơn chị, cảm ơn gia đình rất là nhiều. À, giờ mình hát bài gì vui vui một chút ha. À, dạ. À, tại vì lâu lắm rồi nên mới gặp quý vị, nên là nhiều khi là mình cũng có chuẩn bị, tại vì mới ra album nên là cũng muốn hát mấy ca khúc mới lắm, nhưng mà ca khúc này cũng giai điệu rất là dễ thương, rất là hay của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. À, Tâm xin được phép hát ca khúc được mang tên Chuyện Buồn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Cảm ơn con. Cảm ơn em. Cảm ơn các bạn rồi ép xe đúng không? Lại ôm à? Ôm từ sáng luôn ý. Ôm lần tới sáng luôn ý. Cảm ơn em. Thôi nhá, không ôm được đâu. Cảm ơn em nhiều nhá. Wow, em ơi, giúp chị cái. Vâng. Đấy, cảm ơn em nhiều nhá. Này là gì? Quên. À. Ôi, vẻ đẹp thế nhờ. Ôi, lại có nước rơi như nước mắt này. À, đâu có bị mưa không? Các bạn tới đây có bị mưa không? Không hả? À, nước của hoa. Em cảm ơn, nhìn gì hiền hiền dễ thương ha. Cô này cũng xinh nhờ. Vâng. Em cảm ơn ạ. À, cảm ơn các bạn trong FC, các bạn chắc là dành rất là nhiều tình cảm mới có thể làm được những điều này đúng không? Mình suy nghĩ rằng là mình ngồi mà mình vẽ một ai đó chắc là mình phải thích người ta lắm luôn á. Mình mới ngồi mình vẽ được. Cho nên rằng là cảm ơn tất cả các bạn đã dành cái tình cảm đặc biệt cho Tâm nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. À, cảm ơn quý vị ạ. Quý vị muốn nghe ca khúc gì bây giờ ạ? Người hãy quên em đi. Bài đó là bài mới trong album của Tâm đó. À, mà các bạn với quý vị cũng nghe rồi à. Hồi vừa rồi em xuống ở em đi Hà Nội nè, Đà Nẵng, Sài Gòn là ba cái show diễn của em ở để quảng bá cho cái album Tâm Chính, là cái bài này nó loạn luôn mà. Giống như là mọi người mới nghe lần đầu thôi nhưng mà cũng rất là rần. Và cảm giác giống như là ai cũng thuộc về nó vậy đó, mặc dù không ai thuộc á. Đứng hát, đứng nhảy không vậy nè, chứ không ai thuộc cái đề bài mới quá mà. Nhưng mà em giới thiệu cho vui vậy thôi, chứ giờ em chưa hát về đó đâu. Tại vì sao biết không? Thường thường đó bài đó mà mình hát xong rồi mình kết là mình đi vô. Mà tự nhiên giờ em mới hát có 3 bài, tìm hát bài nữa em đi vô thì kỳ quá. Nên là em định hát bài nữa em nghĩa là em phải hát một bài nữa mới tới cái bài đó. Thì mình mới ao được, chứ lâu lâu mình xuống mình hát 3 bài gì không được không? Em là em, cái không khí này là mình phải hát nhiều lên một chút thì nó mới cảm giác được. Dạ? Cái đó hơi lố. Mình hát 10 bài lố. Thôi thì em có bài này là bài một ca. Dạ. Wow. Anh người Đà Nẵng. Vâng. Em cảm ơn anh. Sao anh làm hoa đẹp thế này? Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Anh thương em hả?
Dạ, em biết rồi. Dễ thương ghê luôn, lên. Thương em, thương em. Em cảm ơn ạ. Tự nhiên bình thường gần Hoa nó I love you hay là em yêu chị, anh yêu em yêu anh, bình thường mà tự nhiên giờ tự nhiên anh lại nói anh thương em. Thương em. Tự nhiên cái tự nhiên nó bối rối nhẹ. Dạ em cảm ơn ạ. À vậy là em xin phép hát ca khúc này chắc được nè. Ca khúc này là của nhạc sĩ Khắc Hưng viết luôn. À, Tâm đã hát và đã phát hành vào tháng 7 vừa rồi. Và sau khi mà ca khúc này phát hành lên là được rất là nhiều khán giả yêu thích, nên Tâm sẽ nhờ ban nhạc của chúng ta đánh giúp một ca khúc của nhạc sĩ Khắc Hưng được mang tên Đâu Chỉ Riêng Em. Xin cảm ơn ạ. Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em. Anh cứ nghĩ rằng em ngu ngốc không hề hay biết những chuyện quân quay, những chiếc hôn vụng trộm, những dòng tin nhắn mỗi đêm là lời. Em biết bây giờ anh đã có một người mới, nhưng em sẽ dõi theo và lặng im như không biết gì. Em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu. Đừng mong em tin điều gì và đừng hỏi yêu em nữa đi, vì em biết lời nói đó trái tim dành trọn em thôi. Anh luôn nói mình cùng chung bước, nhưng giờ em biết sẽ không còn nữa. Nuốt đắng cay vào lòng, nuốt dòng nước mắt thâm sâu vào tim. Em ước mong rằng ta sẽ kết thúc ở đây. Cho em biết anh rồi, em chọc anh á.
Thôi lộ bá Hoa rồi. Cảm ơn anh. À, nè, cảm ơn em. Happy birthday. Oh, dễ thương ghê. À, rồi bây giờ đến trùm cuối xuất hiện. Thật ra là lúc nãy Mỹ Tâm đứng trong cánh gà là cái anh ở trong đó, anh không nói là ôi vốn chính Mỹ Tâm tuyệt, người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Em có nghĩa là cái album của mình rất là hay và anh thích cái bài người hãy quên em đi mà anh làm nguyên tràng vậy đó, mà mình tưởng đâu là anh nói cái gì đó. Mình riêng cái bài này á, thì phải cần cái sự không khí của khán giả nên em phải đi xuống, đúng không? Nghe lòng yêu mà không, nhưng mà trước khi em hát bài này là ý em là vậy nè. À, khi mà em hát bài này thì nếu mà được á, dạ bây giờ giờ mình giả bộ mình không chụp hình đi, à, tại vì em mà chụp hình ở đây thì là cả khán phòng sẽ bị ngưng lại, cho nên là nếu mà được, à, thế anh không tặng em mà anh đưa chị làm gì, thế anh cứ tặng em đi. Em cảm ơn anh chị nhiều ạ. À, thì thế này nè, em sẽ nhờ mình giả bộ mình hát một đoạn. Quý vị cứ ngồi đó, nhưng mà cái bài này được cái là cái nhạc của nó có vẻ rất là tưng, đúng không? Nên là quý vị có thể nhún vai vẫn được. Nhưng mà quý vị có thể thích. À, và em giới thiệu bài này là bởi vì nếu mà sau ngày hôm nay là các anh chị và các bạn có thể về nghe ca khúc này. Em cảm ơn ạ. Xong rồi là mở cái kiểu gì nhỉ? Người hãy quên em đi và đừng yêu. Cái kiểu như cho em thử cái câu điệp khúc với anh. Anh cứ đắng đi. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Kiểu vậy. Đúng rồi. Lại. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn xin để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu đi sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như làn gió thoáng qua đêm. Người hãy quên em đi. Đó, các kiểu là như vậy. À, xong rồi em hát cái bắt đầu đến người hãy quên em đi, quý vị sẽ hát câu người hãy quên em đi mà em sẽ không hát, nhưng mà em hát cái câu đó bài vậy thôi chứ quý vị đừng có quên. Có nghĩa là người hãy quên em đi, nhưng mà nói chuyện người yêu cũ thôi chứ không phải nói chúng ta. Nên là giờ em giả bộ em hát lại. Thì ta đi ra. Em đưa micro xuống là quý vị có thể hát là người hãy quên em đi. Mình thử khán phòng của mình sao ha. Tình yêu như làn gió thoáng qua thêm. Đó, nó kiểu là vậy đó. Rồi bây giờ nguyên bài nè. Xin mà cho em nguyên bài này, em sẽ đi một vòng sân khấu luôn. À, để vừa chào đến tất cả quý vị cũng như là gặp gỡ để giống như là chúc mừng cho một cái mùa tới đây sẽ thành công rực rỡ âm nhạc ạ. À, xin cảm ơn rất nhiều. Nhạc đi ạ. À, nhạc ban nhạc sung lên nha, ban nhạc cũng phải nhảy luôn nha. Lắc vai nha. Người yêu ơi, dù gì cũng xa nhau rồi. Ngày nào chiếc hôn bao đêm giá rơi, giờ đã hết rồi, chỉ còn hơi ấm trên đầu môi. Người yêu ơi, giờ đây tiếng yêu phai phôi. Giờ đã hết rồi, lặng nghe dòng thời gian trôi. Sing em, hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn, người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa.
hai chúng ta mà thôi. Người yêu ơi, lòng đớn đau khi ai đổi thay, lời hứa giữa kia tan theo khói bay. Mình em trốn đây, một mình ôm bao đắng cay. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn, người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc thêm đêm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Sing it! Rất là cảm ơn những tình cảm của quý vị và các bạn. Tuyết đâu nó quay vòng vòng vậy trời. Tuyết kia giờ này sao mà nói đi một vòng về là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Và em biết là sẽ không có gặp gỡ nắm tay chụp hình được hết, nhưng mà lâu quá mà mới được như vậy nên là cảm xúc em rất là nhiều. Em hy vọng Tâm hy vọng là sẽ được gặp quý vị trong một ngày gần nhất. Nếu mà để hát nhiều thì phải làm live show thì mới đủ, chứ còn hát bao nhiêu cũng đủ hết á. Cho nên là Tâm hy vọng một ngày gần nhất mình sẽ trở về Hải Phòng và cũng như là gặp gỡ tất cả quý vị. Và Tâm rất rất là cảm ơn tình cảm này mà quý vị đã dành cho Mì Tâm cũng như dành cho chương trình. Tâm xin được kính chúc đến tất cả quý vị có thật nhiều sức khỏe. Trời bắt đầu lạnh nên quý vị nhớ giữ ấm. Xin cảm ơn và chúc quý vị một mùa Noel thật là hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nữ ca sĩ Mỹ Tâm những tình cảm mà chị đã dành đến với khán giả của thành phố Hoa Phượng Đỏ. Cảm ơn anh Ninh Tùng, cảm ơn ban nhạc. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc của chúng ta. Vâng, thưa quý vị. Cảm ơn vũ đoàn đã ủng hộ nhảy cho ca khúc Người Hãy Quên Em Đi. Hãy quên em đi, đúng không? Và thưa quý vị, phần trình diễn vừa rồi của ca sĩ Mỹ Tâm cũng chính là lời kết của không gian âm nhạc ngày hôm nay gửi tới tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã đến với chúng tôi trong đêm nay. Xin cảm ơn ban nhạc Tuấn Hùng và những người bạn. Cảm ơn ca sĩ Mỹ Tâm và các anh chị em nghệ sĩ. Xin chào và...